Hoàng Thùy Linh và Karik bắt tay tung MV Kiềng Ba Chân. Ra mắt tối mùng 4 tháng 10, MV ca khúc Kiềng Ba Chân của Hoàng Thùy Linh kết hợp cùng Karik gây ấn tượng với khán giả nghe nhạc. Ở lần kết hợp thứ hai cùng nhau, màu sắc âm nhạc của cả hai tạo nên một sản phẩm độc, lạ và bắt tai. Hoàng Thùy Linh và Karik là hai cái tên luôn gắn với những sản phẩm có âm nhạc và giai điệu ấn tượng. Nhìn lại những hit trước đây của Hoàng Thùy Linh, có thể thấy tư duy âm nhạc của cô khá đặc biệt. Mỗi ca khúc đều được Linh cùng ekip sáng tạo kỹ lưỡng trong mọi khâu, tạo ra tổng thể đậm chất riêng. Trong khi đó, Karik lại phù hợp với những giai điệu và đoạn rap mượt mà, dễ nghe dễ nhớ. Ca từ của Kiềng BAC Hân được team DTAP và Karik trau chuốt kỹ lưỡng. Hoàng Thùy Linh và Karik cho biết, thông qua Kiềng BAC Hân muốn lan tỏa đến giới trẻ thông điệp kiên trì, bền bỉ theo đuổi đam mê. Những câu hát đầy cảm hứng của Hoàng Thùy Linh được lặp đi lặp lại như vấp ngã rồi, đứng lên rồi dần dần chạm lên giấc mơ. Dù ai có ngả có nghiêng, thì ta vẫn luôn vững vàng, vẫn luôn bền lâu như là kiềng ba chân. Bên cạnh đó là những lời giáp mạnh mẽ, dứt khoát của Karik, thà chậm xíu còn hơn là bước lùi, 7 lần ngã 8 lần đứng lên. Ca khúc mới của Karik và Hoàng Thùy Linh mang thông điệp khích lệ giới trẻ vững vàng theo đuổi đam mê. Ở Kiềng BAC Hân, cách phối nhạc mang âm hưởng Việt Nam kết hợp những yếu tố hiện đại là chất riêng đặc trưng của Hoàng Thùy Linh. Các trò chơi dân gian như cướp cờ, cầu gỗ được tái hiện trong MV vừa thú vị, vừa quen thuộc. Hoàng Thùy Linh đã từng đưa những chất liệu tương tự trong những MV trước đây. Karik luôn chuyển mình liên tục để thích nghi với các thể loại và lần này cũng không ngoại lệ. Anh dồn hơi, bổ sung độ nhấn âm cho một số từ trong phần rap, giúp ca từ sắc nét hơn. Karik xuất hiện cùng một năng lượng mới mẻ, trẻ trung. Có thể nói, với Kiềng BAC Hân, nam rapper khẳng định được sự sáng tạo, biến hóa của bản thân chứ không chỉ bó hẹp phong cách rap đậm cảm xúc và chất tự sự như trong Người Lạ Ơi, Từng Là Tất Cả. Thường hay gần nhất là Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Được thực hiện bởi đạo diễn Triệu View Đinh Hạ Uyên Thư, phần hình ảnh của MV khiến người xem khá mãn nhãn. Mẫu MV trong, sắc nét mang lại cảm giác dễ chịu và thu hút.